Tuổi trẻ chính là thời điểm thích hợp nhất để biến ước mơ thành hiện thực. Chúng ta có sức khỏe, trí lực và quan trọng nhất là đủ đam mê để theo đuổi mục tiêu của mình. Bắt đầu từ một niềm đam mê với lĩnh vực bất động sản, ngày 13 tháng 1 năm 2016, Địa ốc MCV được thành lập. Khởi đầu với 10 nhân sự, nhưng đều là những con người mang trong mình một niềm đam mê và khát vọng chinh phục thị trường bất động sản nghỉ dưỡng cao cấp. MCV tự hào là một trong những đơn vị tiên phong khám phá và chinh phục thành công thị phần phân phối thị trường bất động sản nghỉ dưỡng tại Phú Quốc. Trải qua quá trình hình thành và phát triển, từ trụ sở chính đặt tại thành phố Hồ Chí Minh, trong vòng 5 năm, MCV đã mở rộng thêm 3 chi nhánh tại Phú Quốc, Hà Nội, Hà Long, với hơn 80 cán bộ nhân viên tại khắp ba miền đất nước. Hiện tại, MCV là đại lý phân phối độc quyền 10 dự án bất động sản cao cấp của chủ đầu tư Vingroup và Xuân Mai Sài Gòn tại các thị trường Phú Quốc, Hà Long, Hồ Chí Minh. Phú Quốc Waterfront, Intercontinental Phú Quốc Long Beach Residence 5 sao, Regent Residence Phú Quốc 6 sao, Sky Village Regent Residence Phú Quốc, Sailing Club Village Phú Quốc Marina Square, Palm Garden Shop Village Phú Quốc, Park Hyatt Phú Quốc Residence 6 sao, Intercontinental Residence Hạ Long Bay 5 sao, Shophouse Eco Green Sài Gòn. Song MCV đều hoàn thành kế hoạch mỗi năm, đạt được những con số về doanh thu ấn tượng, ghi dấu sự nỗ lực không ngừng của những con người MCV. Bên cạnh đó, xây dựng đội ngũ, phát triển văn hóa công ty qua những hoạt động gắn kết là điều MCV luôn chú trọng trong quá trình hình thành và phát triển của mình. Bởi hơn hết, MCV ý thức sức mạnh nội bộ là yếu tố then chốt giúp doanh nghiệp phát triển mạnh mẽ, vững bền. MCV tự hào sở hữu một khối tài sản vô cùng quý giá là đội ngũ nhân sự trẻ, đoàn kết, năng động, nhiệt huyết, luôn cống hiến với tinh thần mạnh mẽ của tuổi trẻ. Đối với chúng tôi, thành công không chỉ là những chỉ số tăng trưởng kinh doanh đạt được, mà còn là những đóng góp cho cộng đồng. Trên hành trình thực hiện ước mơ lớn của mình, chúng tôi còn có một ước mơ giản dị nhưng đông đầy yêu thương. Đó là đóng góp một phần sức lực của mình để đồng hành, tiếp sức và truyền lửa cho những ước mơ được chắp cánh bay cao và bay xa. Bắt đầu khởi động từ năm 2019, Quỹ MCV và Trẻ Em Việt Nam được ra đời nhằm gây quỹ và tổ chức cho các hoạt động thiện nguyện. Nổi bật là các hoạt động hướng đến giáo dục như xây trường học, trao học bổng với mục đích chia sẻ khó khăn, lan tỏa yêu thương, tiếp sức cho những giấc mơ đến trường của trẻ em Việt Nam. Năm năm, khoảng thời gian tuy không dài, nhưng cũng là một dấu mốc đủ để nhìn lại chặng đường đã qua. Đó là một sự nỗ lực không ngừng để đặt những viên gạch đầu tiên, xây dựng nền móng vững chắc chuẩn bị cho những cột mốc cao hơn, đưa MCV vững bước trên hành trình chinh phục mục tiêu trở thành đơn vị phân phối bất động sản cao cấp hàng đầu tại Việt Nam. Những giá trị nền tảng mà chúng tôi luôn theo đuổi trong suốt chặng đường 5 năm là uy tín và chất lượng, hiệu quả qua từng dự án. Dấu ấn động lại trên hành trình đó chính là lòng tin và sự hài lòng của quý khách hàng, quý đối tác. Trên chặng đường tiếp theo, MCV sẽ luôn nỗ lực hoàn thiện bản thân, nâng cao các mặt quản lý, phát triển đội ngũ nhân sự, tối ưu chất lượng dịch vụ, tích cực đóng góp cho hoạt động an sinh xã hội, xây dựng và phát triển thương hiệu là những nhiệm vụ xuyên suốt, liên tục để đưa doanh nghiệp phát triển bền vững.